chào đón đoàn trọng tài điều hành các môn thi đấu thể thao tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Quy Kỳ lần thứ 5 năm 2021. Đại hội lần này tổ chức thi đấu các môn thể thao gồm bóng đá, đẩy gậy, cờ tướng, chạy việt giã và kéo co với tinh thần công bằng, trung thực, khách quan trong các nội dung thi. Lực lượng trọng tài sẽ góp phần to lớn vào sự thành công chung của đại hội. Chúng ta tin tưởng đoàn trọng tài với tinh thần làm việc công tâm, vô tư, trách nhiệm, đảm bảo tính chính xác cao, góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, nhiệt tình, sự đoàn kết và tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Chúc đoàn trọng tài điều hành thi đấu đúng điều lệ của đại hội, đúng quy định của ban tổ chức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa đại hội, trên đường băng chiếc bánh này là đoàn vận động viên xuất sắc của xã Quy Kỳ đang mang theo ngọn nước, ngọn lửa truyền thống của đại hội, ngọn lửa của tinh thần đoàn kết và chiến thắng. Dương cao ngọn đuốc là vận động viên Nguyễn Triều, đây là vận động viên xuất sắc của xã Quy Kỳ, là tấm gương điển hình về phong trào thể dục thể thao của xã nhà. Kính thưa đại hội, ngọn lửa truyền thống của đại hội đang được trao cho đồng chí Ngô Minh Tịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo đại hội. Ngọn lửa sẽ được thắp sáng liên tục trong quá trình diễn ra đại hội. Lễ diễu hành biểu dương lực lượng của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân chào mừng đại hội thể dục thể thao xã Quy Kỳ lần thứ 5 năm 2021 đã thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết. Đại hội thể dục thể thao lần này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của xã. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, ban trọng tài, các vận động viên cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc đại hội thể dục thể thao xã Quy Kỳ lần thứ 5 năm 2021 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, các em học sinh đứng dậy chỉnh đốn trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021, 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta, và đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử đại hội, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện kế hoạch số 199 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao
cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Đại Từ lần thứ 7 năm 2021. Được sự nhất trí của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Đại Từ, hôm nay xã Côi Kỳ long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Côi Kỳ lần thứ 5 năm 2021. Về dự với buổi lễ trang trọng này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Về phía đại biểu huyện Đại Từ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Việt Hùng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện Đại Từ. Đồng chí Nguyễn Văn Cử, ủy viên ban thường vụ, tránh văn phòng huyện ủy huyện Đại Từ. Đồng chí Vũ Văn Thực, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Đại Từ. Đồng chí Dương Thị Thanh Huyến, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện Đại Từ. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Đại Từ. Về dự với đại hội hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu còn có các vị đại biểu, các đồng chí đại diện cho các phòng ban chuyên môn, trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông của huyện Đại Từ về dự và đưa tin. Một lần nữa đề nghị hội đồng nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí là thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, các tập thể cá nhân trong và ngoài địa bàn xã Côi Kỳ cùng về dự và ủng hộ đại hội, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu xã, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Kim Thịnh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Côi Kỳ. Đồng chí Đặng Văn Toàn, phó bí thư thường trực đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Côi Kỳ. Đồng chí Lê Kim Huấn, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Côi Kỳ. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là bí thư đảng ủy, là chủ tịch ủy ban nhân dân xã Côi Kỳ qua các thời kỳ, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Và dự đại hội hôm nay còn có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức hội đặc thù, các đồng chí là cán bộ quản lý các nhà trường, trạm y tế, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận cùng các toàn thể, các trọng tài, các vận động viên, diễn viên, các khối diễu hành của các cơ quan và nhân dân 19 xóm trên địa bàn xã. Một lần nữa đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đoàn vận động viên và toàn thể nhân dân. Kính chúc toàn thể các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin kính mời các cháu thiếu niên nhi đồng là những cháu ngoan Bác Hồ của trường tiểu học lên tặng hoa cho đoàn chủ tịch. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Thay mặt ban tổ chức, sau đây tôi xin thông qua chương trình buổi lễ gồm các nội dung như sau. 1. Đón tiếp đại biểu ổn định tổ chức. 2. Chương trình văn nghệ chào mừng. 3. Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội. 4. Chương trình diễu hành biểu dương lực lượng. 5. Đốt đuốc truyền thống. 6. Chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 7. Tặng hoa đoàn chủ tịch. 8. Diễn văn khai mạc. 9. Báo cáo kết quả hoạt động thể dục thể thao giai đoạn 2017-2021, phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025. 10. Lãnh đạo huyện phát biểu chúc mừng. 11.
cảm ơn của lãnh đạo địa phương. 12 vận động viên tuyên hứa. 13 vận động viên trọng tài tuyên thệ. 14 trao cờ lưu niệm cho các khối diễu hành. 15 trao giải cho các môn thi đấu. 16 ban tổ chức cảm ơn bế mạc đại hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xã, trưởng ban tổ chức đại hội lên khai mạc đại hội thể dục thể thao xã Quốc Kỳ lần thứ 5 năm 2021. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Cao Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đại Từ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đại Từ. Kính thưa đồng chí Vũ Văn Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Huyện ủy viên, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đại Từ. Kính thưa đồng chí Dương Thị Thanh Luyến, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Từ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Quốc Kỳ qua các thời kỳ. Kính thưa toàn thể nhân dân, thực hiện kế hoạch số 199 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Đại Từ lần thứ 7 năm 2021. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quốc Kỳ long trọng tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5, cụ thể hóa việc thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp, là hoạt động tạo sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc xã nhà để chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời là hoạt động cổ vũ, tuyên truyền, thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Gắn liền với tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 131 năm kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Xin được đại diện cho ban tổ chức đại hội gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, cán bộ, công chức, viên chức xa nhà, các vận động viên cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, Đảng ta luôn coi trọng phát triển thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách xã hội và cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa thể thao là tập trung xây dựng con người phát triển toàn diện, kể cả về đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp. Trau dồi lý luận, luôn trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là nguồn lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động văn hóa thể thao phát triển sẽ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sức khỏe, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phong trào văn hóa thể dục thể thao tiếp tục phát triển sâu rộng và có chất lượng. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng mới, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hưởng thụ tập luyện văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của nhân dân. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 xã Quốc Kỳ đã tiến hành các môn thi đấu từ tháng 2 năm 2021 với 5 môn thể thao. Chúng ta đã thấy rõ sự thành công của giải đấu, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia cổ vũ mỗi nội dung thi đấu. Các vận động viên, các đoàn thể thao tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng, đoàn kết, giao lưu, tạo không khí thi đua phấn khởi, tinh thần đoàn kết cộng đồng rất cao. Ban tổ chức trân trọng những cống hiến, đóng góp của nhân dân và cán bộ xã nhà để có được kết quả trên.
khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 hôm nay, trong tình hình kinh tế xã hội của xã còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng khu trung tâm thể thao của xã chưa được hoàn thiện, dịch Covid và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm còn diễn biến phức tạp, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân đang tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp lên quy mô tổ chức lễ khai mạc của chúng ta nhỏ hẹp hơn để phù hợp với tình hình thực tiễn, mong nhân dân thông cảm, chia sẻ. Tại buổi lễ hôm nay, cùng với việc tổng kết đánh giá phong trào thể dục thể thao 5 năm qua và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới, diễu hành biểu dương lực lượng, chúng ta sẽ tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các giải đấu để động viên khích lệ phong trào. Tôi tin tưởng rằng với tiềm năng và tinh thần nhiệt huyết của nhân dân các dân tộc xã Khôi Kỳ, trong phong trào thể dục thể thao những năm tới chúng ta sẽ phát triển toàn diện. Các giải đấu sẽ là những hoạt động thường xuyên hàng năm, mỗi người dân thực hiện việc rèn luyện thân thể và xây dựng phong trào thể thao một cách tự nguyện, chủ động. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Khôi Kỳ lần thứ 5 năm 2021. Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc đại hội của chúng ta thành công, rực rỡ. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khôi Kỳ. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân dự buổi lễ. Đại diện ban tổ chức, sau đây tôi xin thông qua báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao giai đoạn 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Phần thứ nhất về đặc điểm tình hình chung, xã Khôi Kỳ giáp với trung tâm huyện có diện tích tự nhiên 1.349 ha, có 1.934 hộ dân với 7.136 nhân khẩu. Đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí phát triển khá, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có tình trạng trẻ em thất học. Đến nay có 19 trên 19 xóm trong toàn xã đã có nhà văn hóa của xóm và cùng loa truyền thanh thực hiện đảm bảo phục vụ tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Về thuận lợi là đơn vị gần trung tâm của huyện, luôn được sự quan tâm thường xuyên của huyện ủy, của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn của huyện, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã về công tác thể dục thể thao. Đảng bộ và chính quyền nhân dân nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao, từ đó luôn có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể để tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Về khó khăn, là một xã nông nghiệp, nhân dân chưa có nhiều thời gian tham gia đầy đủ các môn thể thao. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng còn thiếu các khu sân chơi, bãi tập cho cộng đồng ở các khu dân cư. Về kết quả thực hiện, công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được cấp ủy chính quyền hết sức quan tâm và chú trọng. Coi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt luôn thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ vĩ đại, mọi người đều phải rèn luyện thân thể, tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, khỏe để học tập, công tác lao động và sản xuất, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định nhiệm vụ phát triển văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của xã nhà, cấp ủy và chính quyền nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, nội lực để đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao thường ngày cũng như các đợt địa phương và các cấp phát động. Cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
những năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ hộ gia đình đăng ký và đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau đều cao hơn năm trước. Ngoài ra, có nhiều câu lạc bộ được duy trì và hoạt động có đề đếp hiệu quả như các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ 503 sạch. Những mô hình câu lạc bộ đã thu hút, tạo đồng thuận cao, tạo món ăn tinh thần cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong xã phấn khởi hăng say, lao động sản xuất và tham gia tốt các phong trào xã hội tại địa phương, đã góp phần quan trọng đẩy lùi các tai nạn xã hội và thực hiện tốt công tác xã hội hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn xã. Thực hiện lời kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của xã đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Mặc dù cơ sở còn nhiều khó khăn, nhưng xã cũng đã từng bước xây dựng phong trào văn hóa, thể dục thể thao sâu rộng, cụ thể tổ chức các hội diễn văn nghệ quần chúng vào những ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày quốc tế lao động, ngày mừng Đảng, mừng xuân, và tổ chức thi đấu các môn thể thao như môn cầu lông, bóng đá, đẩy gậy, kéo co, chạy việt giã và cờ tướng. Trong những năm gần đây, xã thường xuyên chọn cử các đội văn nghệ tham gia các hội diễn văn nghệ quần chúng, các đội tuyển vận động viên tham gia đầy đủ các hội diễn văn nghệ quần chúng và các giải thể thao do huyện tổ chức và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 năm 2021 được nhân dân đồng tình hưởng ứng và cổ vũ. Thông qua đại hội đã lựa chọn được những vận động viên tiêu biểu có sức khỏe, kỹ thuật thi đấu, cũng từ đó làm cho mọi người yêu thể thao hơn, dành thời gian cho hoạt động thể thao nhiều hơn. Và ý nghĩa của sự cần thiết đầu tư cho cơ sở hạ tầng của hoạt động thể thao, với xu thế phát triển chung của xã hội, phong trào thể dục thể thao xã Khôi Kỳ đang từng bước phát triển sâu rộng. Công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được quan tâm sâu sắc. Hiện nay toàn xã đã có 19 trên 19 xóm có nhà văn hóa và cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong những năm qua đã tổ chức xây mới được 4 nhà văn hóa, tổ chức sửa chữa và nâng cấp 16 nhà văn hóa với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Đây là nơi hội họp, giao lưu, giải trí của nhân dân. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, phát huy các thành tích đã đạt được trong những năm qua, xã Khôi Kỳ đã xây dựng phương hướng hoạt động về công tác thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025 như sau. Một là tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao phát triển phong trào văn hóa, thể dục thể thao từ xã đến các xóm, đảm bảo thống nhất, khoa học. Mở rộng các điểm thể thao ở các xóm, đảm bảo nhu cầu tập luyện thường xuyên cho nhân dân. Thành lập và duy trì các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao. Đây là nơi thu hút đông đảo những người yêu thích thể thao tham gia tập luyện, giao lưu học hỏi. Đồng thời cũng là nơi để tuyển chọn, phát hiện nhân tài, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của chúng. Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức giải thể thao cấp xã và tham gia đầy đủ các giải thể thao do huyện tổ chức. Đầu tư hoàn thiện trung tâm văn hóa thể thao của xã. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thể dục thể thao bằng nhiều hình thức. Vận động nhân dân làm tốt công tác xã hội hóa là động lực phát triển và toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, những kết quả mà nhân dân các dân tộc xã Khôi Kỳ đã đạt được trong công tác văn nghệ, thể dục thể thao trong thời gian qua là có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện, phòng văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông của huyện, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Khôi Kỳ đã tạo cho phong trào của địa phương ngày càng phát triển. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, xã Khôi Kỳ sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện, phòng văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông của huyện, các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng như các xã bạn để xã Khôi Kỳ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tại đại hội này, tôi đề nghị toàn thể nhân dân các dân tộc xã Khôi Kỳ hãy tích cực tập luyện thể thao
quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu xã hội hóa cũng như thực hiện các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở địa phương. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân đã góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp. Kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đại hội. Chúc sự nghiệp văn hóa văn nghệ thể dục thể thao xã Tô Kỳ ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển phong trào thể dục thể thao của địa phương, trong những năm qua, xã Tô Kỳ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đến dự và chỉ đạo đại hội thể dục thể thao xã Tô Kỳ lần thứ 5 năm 2021. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Cừ lên phát biểu ý kiến chỉ đạo và chúc mừng đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay xã Tô Kỳ long trọng tổ chức lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 năm 2021. Tới dự đại hội được sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các đồng chí và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Dân cường thì nước thịnh. Để đạt mục tiêu đó, toàn đảng, toàn dân ta phải luôn phát huy sức mạnh, đoàn kết, ra sức thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trong đó, Đại hội Thể dục Thể thao các cấp luôn là một hoạt động có ý nghĩa chính trị lớn nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, là sự khẳng định vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua đó nhằm đánh giá tổng kết công tác văn hóa thể thao giai đoạn 2017-2021, đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể giai đoạn 2021-2025, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống tốt đẹp của địa phương, khuyến khích thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển sâu rộng ở cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên cán bộ và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân, Khôi Kỳ là xã giáp danh với trung tâm huyện, đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí phát triển khá, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Đảng bộ và chính quyền xã xác định đúng đắn tầm quan trọng của sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao, từ đó luôn có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, xây dựng các hoạt động cụ thể để tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, đặc biệt luôn thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ vĩ đại: mọi người đều phải rèn luyện thân thể, tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, khỏe để học tập, công tác, lao động và sản xuất, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
khu dân cư những năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ hộ gia đình đăng ký đạt gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra còn có nhiều câu lạc bộ được duy trì và hoạt động có nề nếp và hiệu quả như câu lạc bộ Dưỡng Sinh, câu lạc bộ 503 Sạch, câu lạc bộ Vợ Hiền, Dâu Thảo giúp nhau làm kinh tế. Những mô hình câu lạc bộ đã tạo tính thu hút đồng thuận cao, nhân dân xa nhà phấn khởi, hăng say lao động sản xuất và tham gia tốt phong trào xã hội, đã góp phần quan trọng đẩy lùi hạn chế các tệ nạn xã hội và được thực hiện tốt công tác xã hội hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Kính thưa các vị đại biểu, Đại hội Thể dục Thể thao xã Quy Kỳ hôm nay là dịp để chúng ta cùng hướng tới tôn vinh, nhân lên những giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp của địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Để đại hội thành công tốt đẹp, tôi đề nghị các đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong khuôn khổ đại hội với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, sôi nổi, trung thực, mang đến đại hội những nét đẹp văn hóa truyền thống. Đồng thời, thông qua đại hội khuyến khích, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, góp phần vào việc hình thành con người mới phát triển toàn diện. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng Đại hội Thể dục Thể thao xã Quy Kỳ lần thứ 5 năm 2021 sẽ thành công tốt đẹp và để lại dấu ấn tốt đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và thay mặt cho Ban Thường vụ, đại diện cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ có lăng hoa tươi sắm cảm ơn chúc mừng đại hội. Xin trân trọng kính mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quy Kỳ lên đón nhận.